có cái rạp Phi Long ngày xưa đây, nơi mà được mô tả là trước khi Ấn Độ rồi có những chiếc ngựa họ quảng cáo đó, gắn những cái bảng quảng cáo hai bên xe ngựa, rồi có nhạc để con thì chạy theo xin những cái tờ chương trình, cái tờ đồ ram. Con Kim Bùi xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn để tiếp tục hành trình đi tìm lại những rạp chiếu phim hồi xưa. Thì ở trong video trước con có đến đây và quay cho các cô chú anh chị xem cái rạp Victory Lê Ngọc chuyên chiếu phim Lý Tiểu Long với các bộ phim rất là nổi tiếng. Và đây là rạp này chuyên chiếu phim nước một các cô chú anh chị, và ở đây cũng chuyên chiếu những phim Hồng Kông. Thì bây giờ con Kim Bùi xin mời các cô chú anh chị đi theo con đường Tổng Đốc Phương này, chúng ta đi xuống xóm Củi để tới rạp Phi Long, chúng ta đi coi phim Ấn Độ nha các cô chú anh chị. Và vị trí hiện tại Kim Bùi đang đứng là đối diện với rạp Victory Lê Ngọc, ngay chỗ ngã tư của đường Nguyễn Trãi và đường Tổng Đốc Phương hồi xưa, bây giờ là đường Châu Văn Liêm. Hướng này là hướng sẽ dẫn chúng ta đi lên ngay chỗ đường Cộng Hòa nè các cô chú anh chị. Còn hướng này thì sẽ đưa chúng ta đi ra ngay chỗ Cùng Binh mà có tượng ông Phan Đình Phùng, rồi đi qua cầu Trà Và thì chúng ta sẽ gặp rạp Phi Long ở đó. Thì bây giờ cái Bùi sẽ đi qua phía bên kia đường, rồi chúng ta cùng nhau chúng ta đi bộ nha các cô chú anh chị. Bây giờ thì cái Bùi sẽ đi qua bên kia đường, rồi mời các cô chú anh chị cùng cái Bùi mình lang thang đi bộ đi xuống rạp Phi Long. Bây giờ Kim Bùi đã đi qua phía bên đây đường rồi các cô chú anh chị. Hồi nãy thì băng qua đường xe rất là đông, nên Kim Bùi cố gắng đi thì cũng cho nhanh để cho nó qua an toàn các cô chú anh chị, không có quay được. Rồi bây giờ Kim Bùi sẽ đi theo con đường Tổng Đốc Phương này, chúng ta đi xuống phía dưới ngay chỗ khu điện. Hôm nay thì chúng tôi đi dạo vào tầm chiều, khoảng 3 giờ chiều, và đi con đường này rất là mát các cô chú anh chị. Nó có những cái hàng cây cổ thụ nè. Rất là mát. Nếu mà ở trên những cái con đường mà Kim Bùi đi ngang qua mà lỡ Kim Bùi có bỏ sót cái rạp nào thì các cô chú anh chị nhắc giùm Kim Bùi nha. Ra Kim Bùi vừa tìm tài liệu rồi vừa đi, cho nên có thể là nó sót á, thì các cô chú anh chị là có thể là nhắc cho Kim Bùi, Kim Bùi sẽ trở lại Kim Bùi quay cho các cô chú anh chị xem. Rồi vị trí Kim Bùi đang đứng là ngay chỗ này là ngã tư của đường Tổng Đốc Phương và đường Đồng Khánh. Bây giờ là đường Trường Hưng Đạo và đường Châu Văn Liêm đó các cô chú anh chị. Bây giờ Kim Bùi sẽ đi qua phía bên kia. Phía giữa ở bên đó thì nó có một cái hàng cây ngay con lương đó các cô chú anh chị, thì ở phía bên đó nó rất là mát, mà Kim Bùi thấy không có chỗ cho mình đi. Phía bên đây thì cái vỉa hè cũng vậy, xe người ta dựng bất chỉnh hết trơn, không có chỗ đi tản bộ. Và muốn đi ở trên vỉa hè cho nó an toàn mà cũng không có chỗ để đi luôn á.
vừa tới ngay chỗ này là ngay chỗ quận Binh nè, có tượng ông Phan Đình Phùng phía trên. Mình nhìn xuống bên tay phải chút xíu thì là có đường Khổng Tử, bây giờ là đường Hải Thượng Lãn Ông. Và phía bên kia thì có bưu điện các cô chú anh chị. Lia lại cho các cô chú chị mình xem cái khu vực này nha. Mãi mới có một cái chỗ để đứng. Đó, đây một bên nè. Ở phía bên đây là bưu điện nè các cô chú anh chị. Rồi chỗ này là cái đường Khổng Tử nè. Đi xuống khu vực của chợ Bình Tây. Còn bên đây là con đường Tổng Đốc Phương hướng ra Hồng Bàng, ở cái buổi mới vừa đi ra. Còn bên đây là cầu Chà Và, thì bây giờ cái buổi sẽ băng qua được lên cầu Chà Và. Bây giờ chúng tôi băng qua được một đoạn đường rồi đó. À, phía bên kia là cầu rồi kìa. Còn ngay chỗ này nè, hồi nãy chúng tôi đứng phía bên đó. À, còn chỗ này là bưu điện nè các cô chú anh chị. Đối diện thì có Bùng Binh, Phan Đình Phùng nè. Vừa đã qua được đường rồi các cô chú anh chị. Bây giờ mình nhìn lại nha. Đó, phía bên đó là đường Tổng Đốc Phương, vừa mới băng qua hai đoạn đường khủng khiếp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên cầu Chà Và. Đây là một cái cầu cũng có lịch sử cũng có trăm năm rồi. Tuy nhiên thì nó cũng trải qua một số giai đoạn. Cái cầu cũ hồi xưa Pháp xây thì bây giờ đã được thay thế bằng cái cầu mới rồi, mới hoàn toàn cái khu du lịch. Ở phía bên đây cầu thì mọi người thấy là có những cái chung cư cũ. Đó là chợ vật liệu xây dựng. Bên đây có một cái tòa nhà mà tôi vừa thấy cái kiến trúc của nó chắc là cũ lắm rồi, cũng lâu lắm rồi các cô chú chị. Không biết tòa nhà là tòa nhà gì. Cái kiểu mà ở ngoài mà có cái lưới mà nó vuông vuông vậy đó. Phía bên này cũng có một cái nhà cũ nè. Thấy có cái cửa sổ nó có cái hoa văn hồi xưa, rồi cái hoa văn của cái lan can, cái ban công á. Ở đây thì tòa nhà này thì người ta xây cái cột thì nó xưa xưa, nhưng mà tòa nhà này mới xây mà ở trên nó có chữ cái số 2000. Cái kiểu ban công hồi xưa là cái cô chú gì, ban công sắt, rồi cái ban công phía trong nó có cái trắng trắng, cái trụ trắng trắng. Đây là dưới cầu, cầu. Ở bên đây cũng có một cái chung cư. Cái tòa nhà theo cái kiểu hồi xưa.
cửa sổ màu xanh xanh nó rất là đặc trưng các cô chú anh chị. Cái mùi nhớ cái kiểu mà cửa sổ này là lâu lắm rồi nè. Phía trên này có cái cửa nó sơn cũng màu xanh lá luôn. Ở đây có tòa nhà màu vàng. Kiểu mà rêu phong rồi nó bám vào cái thành tường á, mình thấy nó cũ cũ sao á. Chắc là lâu lắm rồi không có ai ra ngoài ban công này. Xây lại các cô chú anh chị. Cầu có tên là cầu Trà Và, nghe tên nó cũng là lạ, nó không phải là cái giống như tiếng Việt bình thường. Cái buổi tìm hiểu á, thì thành mới biết đó là cái chữ Java. Java là một đảo của Indonesia, là Nam Dương các cô chú anh chị, nước Nam Dương. Bây giờ người ta gọi là Indonesia. Chắc là hồi xưa á, cái khu này là nhiều người Ấn Độ người ta ở. Mà cái nước da của người Ấn Độ á, nó đen đen. Rồi cái người Indo á, họ cũng có cái nước da cũng đen đen vậy luôn. Cho nên nhiều người ta lầm tưởng người Ấn Độ là người Java, tức là người ở đảo Java của Indonesia. Họ đặt cái cầu này là cầu Java, nhưng mà theo cái tiếng của tiếng Việt của mình phiên âm ra là Trà Bà. Do khu vực này hồi xưa có nhiều người Ấn Độ người ta ở, cho nên chỗ rạp Phi Long á, thì chuyên chiếu về phim Ấn Độ. Bây giờ thì mời các cô chú anh chị mình nhìn xuống con kênh Tà Hủ này các cô chú anh chị. Bây giờ cái mùa đi thì nước rồng. Chỗ này là bến Bình Đông nè. Cái chỗ hồi xưa là gọi là trên bến dưới thuyền, buôn bán rất là tấp nập. Một trong những chỗ mà buôn bán tấp nập nhất của Sài Gòn Chợ Lớn là đây. Bây giờ thì người ta chở hàng hóa buôn bán bằng xe tải không à. Đường xá thì rộng rãi, làm cầu cống đồ mới hết, cho nên đi thuận tiện. Bây giờ ít người ta đi đò lắm, đi đò lâu. Với lại sống mà trên các con đò mà từ ngày này qua ngày khác ở dưới con kênh đen thui vậy thì nó cũng không có chịu nổi. Có cái đường đi xuống này, không có cái chỗ cho người đi bộ bên đây các cô chú anh chị. Thì cái buổi sẽ đi xuống chỗ này nha. Rạp Phi Long thì nằm ở dưới kia. Các cô chú anh chị có thể thấy có cái tòa nhà ngày xưa dự định làm cái trung tâm thương mại á, nhưng mà thất bại. Cho nên bây giờ là cái chợ cũng bình thường thôi. Buổi thấy là cũng xuống cấp dữ lắm này. Thì phía bên trái của chợ lên ở dưới ngay dốc cầu á, là có một cái tòa nhà đó là rạp hát Phi Long ngày xưa. Bây giờ cái Bùi sẽ đi xuống dưới đây, rồi mình theo con đường nhỏ này mình đi ra ngoài đó.
chỗ này bây giờ có cái tòa nhà của bảo hiểm Prudential. Trồng cái dàn mướp nè, nhỏ bé bé xinh xinh. Dàn bông giấy nè, các cô trên gì. Bên kia là chợ Sâm Củi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua khỏi cái cầu. Thì chỗ này đường xe người ta đi xuống cho nên để xem cái bùi băng quanh kia được hay không nha. Trước mặt các cô chú anh chị đó là chợ Sâm Củi, tòa nhà màu xanh đó. Còn chúng ta nhìn qua một chút xíu bên đây nè, ngay chỗ này là nhà sách Phan Ha Sa, nhà sách Lý Thế Tổ. Chỗ này là theo như mô tả ở trên những website của Bùi tìm hiểu đó, thì ngay chỗ này là số 5961 đường Sâm Củi, thì chỗ này là rạp Phi Long ngày xưa. Phía trên không biết là có nhà sách văn phòng gì hay không, nhưng mà ở dưới là nhà sách đó các cô chú anh chị. Cầu Chà Và này bây giờ người ta làm lại nó to hơn, cho nên có thể là hồi xưa cái cầu Chà Và nó nhỏ hơn thì cái dốc cầu nó sẽ không có tới cái rạp hát. Bây giờ cái rạp hát chỗ vị trí nó hơi khuất ở dưới cầu. Bây giờ con Bùi sẽ đi qua phía bên kia nha các cô chú anh chị. Chỗ này đường xe xuống. Phía đối diện thì có cái tiệm gà rán Katoki. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại cái khu vực chợ Sâm Củi này. Nếu mà các cô chú anh chị muốn xem kỹ chợ Sâm Củi á, thì có thể comment phía dưới bên dưới cho cái Bùi được biết. Thì Bùi sẽ làm một cái video riêng cho nó vô sâu hơn trong đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua phía bên đây, chỗ rạp Phi Long. Đây là góc nhìn về phía cầu Chà Và và là Phi Long từ chợ Sâm Củi này các cô chú anh chị. Công nhận là đường lên cầu này là rất là nhiều xe và nó không có cái đường cho người đi bộ qua đó các cô chú anh chị, nên Bùi rất là khó khăn để di chuyển. Đây nó có cái đường đi qua này. Bây giờ Kim Bùi đang qua được phía bên đây này, ngay chỗ cầu Chà Và nè. Thì bây giờ Kim Bùi trở lại ngay chỗ cầu nha các cô chú anh chị. Đi lên cầu nè. Từ trên cầu mình sẽ nhìn xuống ở phía chỗ này là có cái rạp Phi Long ngày xưa đây. Nơi mà được mô tả là trước khi Ấn Độ, rồi có những chiếc ngựa họ quảng cáo đó, gắn những cái bảng quảng cáo hai bên xe ngựa, rồi có nhạc trẻ con thì chạy theo xin những cái tờ chương trình, cái tờ rồ ram xanh đỏ tiếp vàng. Giờ nó là nhà sách.
mời các anh chị trở lại cây cầu và chào bà nha. Ta sẽ đi hướng này lên cầu Chà Bà để chúng ta có những cái hướng nhìn khác từ ở trên cầu nhìn xuống. Chỗ này thì có một cái chỗ mà để tập gym, tập yoga. Thì ngày nay cái những cái câu lạc bộ mà tập yoga rồi tập thể hình thì rất là phát triển. Họ có những cái máy móc dụng cụ rất hiện đại các cô chú chị. Có một cái tòa nhà cũ này các cô chú chị, cái kiểu hàng rào đó, kiểu ban công, rồi cái cửa kìa, nó có cái gì đó nó trang trí rất là cầu kỳ, những cái hoa văn. Phía bên kia có cái kho kìa, các bạn thấy cái kho đó, cái kiểu nhà cũng cổ đó, chắc là nó có từ trước rất là lâu rồi. Cầu này cũng cao quá nha. Rồi chỉ muốn bán thì chỉ đẩy từ quận 8 đi qua cái bên quận 5. Bên kia thì bán được hơn. Rồi sẽ tấp vào cái đường đi bộ này đi. Hồi nãy giờ mình đang đi ở trong cái đường xe máy đó các bạn chú. Là con đường đại lộ Đông Tây này các cô chú anh chị. Đoạn này người ta gọi là đường Võ Văn Kiệt. Các cô chú anh chị thấy nhiều xe. Đường xá thì cũng rộng rãi. Nhìn rất là hiện đại đúng không các cô chú anh chị? Phải chi con đường nào ở Sài Gòn mà cũng được như vậy thì đỡ quá. Cái đường đi bộ xuống này các cô chú anh chị. Phía bên đây có những cái tòa nhà cũ. Là nhìn về phía bên quận Bình, quận 5 nha các cô chú anh chị. Đến đây Kim Bùi xin tạm dừng video hành trình đi từ rạp Victory Lê Ngọc đi qua rạp chiếu phim, rạp Cine Phi Long ở bên sân Củi,
Bùi xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của Kim Bùi. Nếu mà trong quá trình mà Kim Bùi đi tìm hiểu cái rạp Cine đó có thiếu cái rạp nào thì các cô chú anh chị nhớ nhắc Kim Bùi bằng cách là comment ở bên dưới. Và khi mà xem video này, các cô chú anh chị có những cái cảm nghĩ gì, có cảm xúc nào dâng trào thì cũng đừng quên comment, bình luận phía bên dưới cho Kim Bùi được biết nha. Kim Bùi xin chúc cho các cô chú anh chị có sức khỏe dồi dào, anh chị đang còn làm việc thì công việc thuận lợi. Và nếu các cô chú anh chị và các bạn đi xem video của Kim Bùi, nếu chưa nhấn nút subscribe đăng ký thì đừng quên nhấn vào nút subscribe đăng ký. Tiếp theo là nhấn vào cái chuông để mỗi khi Kim Bùi up video mới lên thì các cô chú anh chị sẽ nhận được video mới của Kim Bùi. Kim Bùi xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong video kế tiếp.